đã có phiên bản iOS 12.1.3 khắc phục nhiều lỗi trên iPhone, iPad. Apple chính thức triển khai phiên bản cập nhật mới iOS 12.1.3 khắc phục nhiều lỗi phần mềm và hệ thống trên các sản phẩm iPhone, iPad. Đây được xem là một động thái trấn an lòng tin khách hàng sử dụng iPhone, bởi các phiên bản cập nhật trước đó đều xảy ra lỗi. Mới đây, ngày 23 tháng 1, 2019, trên các thiết bị iPhone đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của phiên bản iOS 12.1.3 đang được tự động cập nhật mới. Khi tiến hành cập nhật được thông báo hoàn tất, một số lỗi trên hệ thống trước đó của thiết bị iPhone bị mất đi, chẳng hạn như ứng dụng Messenger không bị đứng khi cuộn các hình ảnh qua lại trên màn hình, hình ảnh không xuất hiện các vạch sọc lúc tiến hành lưu trữ trên hệ thống iCloud. Trước đây, phiên bản iOS 12.1.2 đã khiến người dùng vô cùng thất vọng vì một số thiết bị iPhone không thể kết nối mạng Wi-Fi. Vì thế, với phiên bản iOS 12.1.3 này, vẫn chưa biết có thể khắc phục lỗi này hay không. Người dùng vẫn đang hoang mang cũng như rất mong đợi phiên bản mới này có thể khắc phục được lỗi. Để cập nhật, anh em vào cài đặt chung, cập nhật phần mềm để tiến hành kiểm tra phiên bản cũng như cập nhật lên phiên bản mới này nhé.